của bổ sung vỗ béo này để thức ăn, vitamin, dinh dưỡng của vật nuôi được cân đối hoàn chỉnh hơn và vật nuôi chúng ta tăng cái độ lớn hơn, chứ không phải là chất tăng trọng. Trong cái lọ siêu tăng trọng này thì chúng ta sẽ có 10 túi nhỏ, và một túi nhỏ này chúng ta sẽ sử dụng cho 1 tấn đến 2 tấn gà. Nếu trong trường hợp gà của chúng ta quá còi cọc, quá lông sơ và chúng ta can thiệp muộn thì chúng ta sử dụng cho 15 tấn. Còn nếu chúng ta dùng bổ sung gà đã đẹp rồi mà chúng ta muốn nó to khung hơn, tăng chất lượng thịt hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái này cho 10 tấn gà để giúp vật nuôi chúng ta là chúng ta thấy được rằng tóc quay lưu này, lọ này 1.000 gram đó là 1 cân thì sẽ giúp cho vật nuôi là bổ sung axit amin, giúp vật nuôi chúng ta, vật nuôi gia súc gia cầm khỏe mạnh, lớn nhanh, đỏ tích, kích màu, tăng căng sức đề kháng, tăng trọng nhanh, chống còi cọc, bại liệt, ngoại hình đẹp, tăng chất lượng thịt, sức xuất bán của bổ sung vỗ béo này để thức ăn, vitamin, dinh dưỡng của vật nuôi được cân đối hoàn chỉnh hơn và vật nuôi chúng ta tăng cái độ lớn hơn, chứ không phải là chất tăng trọng trôi nổi trên thị trường nhé. Chất trôi nổi trên thị trường thì tăng khung trong khoảng 3-4 ngày bắt đầu cho ăn tăng rất là đột ngột, nhưng sau đó chúng ta không cho ăn bắt đầu nó giảm xuống. Nhưng không, cái pathway này chúng ta nó bổ sung chất dinh dưỡng hoàn chỉnh hơn, khỏe mạnh hơn để vật nuôi chúng ta to khung to lườn hơn, chứ không phải là tăng tốc đột ngột nhé. Bà con chúng ta đang bị hiểu nhầm hai cái loại vỗ béo, một là trôi nổi, hai là loại được kiểm định. Ví dụ như thuốc đây chúng ta sẽ được kiểm định GMP GU để đạt được chất lượng khi sản xuất thuốc thì chúng ta sẽ yên tâm sử dụng tăng trọng nhanh để hiệu quả hơn, tăng trọng nhanh hơn trong quá trình chúng ta bán.